Luyện tập chánh niệm. Thiền định là đưa tâm về nhà, và việc này trước hết được hoàn tất nhờ luyện tập chánh niệm. Một lần, có một thiếu phụ đến hỏi Bụt, làm cách thế nào để thiền? Bụt bảo nàng hãy ý thức từng động tác của đôi tay khi nàng kéo nước giếng, vì Ngài biết như vậy nàng sẽ tự thấy mình ở trong tâm trạng an bình, khoáng đạt và bén nhạy, mà đó chính là thiền định. Sự thực tập chánh niệm đưa cái tâm phân tán trở về nhà, và do đó tập trung ý thức vào những khía cạnh khác nhau của con người chúng ta, được gọi là tịnh trú hay an trú, thành tựu được ba việc. Trước hết, mọi mảnh vụn của con người ta thường mâu thuẫn chống chọi nhau, bây giờ ổn định, tan hòa và trở thành bạn. Trong sự ổn định ấy, ta bắt đầu hiểu mình hơn, và đôi khi còn thoáng thấy được tia sáng tự tính bản nhiên của ta. Thứ hai là luyện tập thiền định làm tiêu tan tính tích cực bạo hành nơi ta, những cảm xúc hỗn độn đã chứa nhóm nhiều đời, thay vì đàn áp chúng hay bị lôi cuốn theo chúng. Ở đây điều quan trọng là ngắm nhìn chúng và bất cứ gì khởi lên trong tâm, với sự chấp nhận và bao dung, càng cởi mở càng tốt. Những bậc thầy Tây Tạng thường bảo rằng tính độ lượng sáng suốt ấy giống như không gian vô biên, thân thiết và dễ chịu, làm bạn cảm thấy như thể được bao phủ, được che chở trong một cái mền bằng ánh sáng. Dần dần, khi bạn vẫn ở trong trạng thái cởi mở, tỉnh giác ấy, và dùng một trong những phương pháp sẽ nói sau để làm cho tâm càng lúc càng tập trung hơn, tính tiêu cực nơi bạn càng ngày càng tan loãng ra. Bạn khởi sự cảm thấy thoải mái trong toàn diện bản thể bạn. Từ đấy phát sinh sự buông xả và một niềm an lạc sâu xa. Theo tôi thì sự tập luyện này là cách tốt nhất để chữa trị thân bệnh và tâm bệnh nơi bạn. Thứ ba, sự tập luyện này vén màn làm hiển lộ thiện tâm căn bản của bạn, vì nó làm tan biến thói khung ác hay tác hại ở trong bạn. Chỉ khi trừ khử được thói ấy, ta mới thực sự hữu ích cho người khác. Vậy thì, nhờ tập luyện, trừ khử dần thói ác tác hại khỏi tâm ta, mà ta có thể để cho thiện tâm chân thật của ta, lòng tử tế, từ bi tự nhiên nơi ta, chiếu sáng và trở thành bầu khí hậu cho bản thể đích thực của ta phát triển. Bây giờ, ta thấy tại sao tôi gọi thiền định là sự thực hành chân thật để đi đến hòa bình, đi đến sự không gây hấn, đi đến sự bất bạo động. Đây là sự giải trừ vũ khí chân thật và quan trọng nhất. Sự bình an tự nhiên. Mỗi khi giảng dạy thiền định, tôi thường bắt đầu bằng câu nói: hãy đưa tâm bạn về nhà, buông xả và thư giãn. Toàn thể sự thực hành thiền định có thể rút gọn vào ba điểm cốt yếu đó. Đó là đưa tâm về nhà, buông xả và thư giãn. Đưa tâm về nhà có nghĩa là hướng dẫn tâm đến trạng thái an trú nhờ thực tập chánh niệm. Trong ý nghĩa sâu xa nhất thì đưa tâm về nhà có nghĩa là xoay tâm vào trong và an trú trong bản tánh tự nhiên của nó. Điều này chính là thiền định tối thượng. Buông xả là giải phóng tâm khỏi ngục tù chấp thủ, vì bạn đã nhận thấy rằng mọi đau khổ, sợ hãi và lo buồn đều bắt nguồn từ sự khắc ái của tâm chấp thủ. Ở bình diện sâu xa hơn, sự thực chứng, niềm tin phát sinh do hiểu rõ bản chất của tự tâm sẽ làm cho bạn có được tính bao dung sâu sắc và tự nhiên, khiến bạn dễ dàng buông hết mọi chấp thủ của mình để cho nó tự bay mất, tan vào trong nguồn cảm hứng của thiền định. Cuối cùng, thư giãn có nghĩa là khoáng đạt, giải tỏa tâm khỏi mọi căng thẳng. Sâu hơn nữa là bạn thể nhập vào bản tính chân thật tự nhiên của tâm bạn một cách thoải mái, vào trạng thái Ripa. Tạng ngữ diễn tả tiến trình này là thư giãn trên Ripa. Giống như khi ta đổ một nắm cát trên một mặt phẳng, thì mỗi hạt cát tự động an trú. Đấy là cách bạn thư giãn vào trong bản tính chân thật của bạn.
để cho mọi ý nghĩa, cảm xúc tự động rút lui, tan biến vào trong trạng thái tâm tự nhiên. Mỗi khi thiền định, bài thơ sau đây của Nyosun Kenpo luôn luôn gây cho tôi nguồn cảm hứng. Hãy an trú tịch nhiên, cái tâm mệt mỏi này bị nghiệp làm sơ xác, với tư duy cuồng loạn như sóng dỗ không ngừng trong biển lớn sinh tử. Hãy an trú tịch nhiên. Cần nhất là ta hãy thoải mái tự nhiên và khoáng đạt như hư không. Hãy lặng lẽ chuồn ra khỏi cái thòng lọng của bản ngã đầy lo âu thường ngày, buông mọi sự bám víu và thả mình vào trong bản tính chân thật của bạn. Hãy tưởng đến cái tôi thường nhật của bạn như là một khối băng hay một thỏi bơ để dưới ánh mặt trời. Nếu bạn đang cảm thấy cứng cỏi lạnh lùng, thì hãy để cho sự cứng cỏi ấy tan ra trong ánh mặt trời thiền định, để cho niềm bình an làm việc trên bạn, giúp bạn thâu nhặt lại cái tâm phân tán, gom vào trong sự an trú, và đánh thức dậy sự tỉnh giác và cái thấy sâu xa của minh kiến. Rồi bạn sẽ thấy tất cả thói tiêu cực nơi mình bị tước khí giới, tính bạo động tan ra, vọng tưởng chậm chậm tiêu tan như thể sương mù tan vào trong bầu trời khoáng đạt vô nhiễm của tính tự nhiên tuyệt đối nơi bạn. Khi ngồi lặng lẽ, thân yên, lời im, tâm an tĩnh, bạn hãy để cho những ý tưởng, cảm xúc hay bất cứ gì khởi lên, tự đến và đi, không bám víu vào cái gì. Trạng thái ấy ra thế nào? Dutram Rinpoche thường nói, hãy tưởng tượng một nông phu suốt ngày làm lụng mệt nhọc ngoài đồng, bây giờ đang ngồi thoải mái trước lò sưởi, trong chiếc ghế mà ông yêu thích. Ông đã làm lụng trọn ngày và biết mình đã làm những gì cần hoàn tất. Không còn gì phải lo, không còn việc gì chưa xong. Ông có thể buông bỏ hoàn toàn mọi lo âu bận bịu và bây giờ hài lòng. Ông chỉ là không còn gì phải làm nữa. Vậy khi thiền định, điều cần thiết là bạn phải tạo ra bối cảnh nội tâm cho thích hợp. Mọi nỗ lực và phấn đấu xảy ra đều do bởi cái tâm không khoáng đạt như hư không. Bởi thế, tạo ra bối cảnh thích hợp ấy là điều cốt yếu để cho thiền định thực sự xảy đến. Khi điều kiện ấy có mặt, khi thiền định phát sinh, không cần nỗ lực. Đôi khi, lúc thiền định, tôi không dùng một phương pháp đặc biệt nào cả. Tôi chỉ để cho tâm an nghỉ và thấy rằng tôi có thể đưa tâm về nhà và thư giãn một cách mau lẹ, nhất là mỗi khi được cảm hứng. Tôi ngồi yên lặng và an trú trong tự tính của tâm. Tôi không cần tự hỏi mình có ở trong trạng thái đúng hay không. Không có nỗ lực, chỉ có sự hiểu biết dồi dào, sự tỉnh thức và một niềm xác tín không lay chuyển. Khi tôi ở trong trạng thái tâm bản nhiên ấy, thì cái tâm thường ngày không còn ở đấy. Không cần xác định một cảm thức hiện hữu nào. Tôi chỉ đang là một cách đơn giản. Một niềm tin tưởng căn để đang có mặt, không có việc gì đặc biệt phải làm. Phương pháp trong thiền. Nếu tâm bạn tự nó có thể an trú một cách tự nhiên, và nếu bạn thấy mình có thể trú trong sự tỉnh thức thuần tịnh của tâm bạn, thì khi ấy bạn không cần phương pháp nào để thiền định nữa. Quả thế, đôi khi còn không nên cố sử dụng một phương pháp khi tâm bạn đã ở trong một trạng thái như vậy. Tuy nhiên, phần đông chúng ta thấy khó mà đạt tới trạng thái đó ngay được. Chúng ta không biết làm sao để đánh thức tâm. Tâm ta quá hoang du và sao lãng đến độ ta cần một phương tiện thiện xảo, một phương pháp tốt để hô triệu nó lên. Tôi muốn nói thiện xảo nghĩa là hợp nhất cái biết của bạn về tự tánh tâm, cái biết những tâm trạng đang thay đổi nơi bạn, và cái biết đối trị mà bạn đã phát triển qua sự thực tập, những vọng tưởng trong từng giai đoạn. Nhờ hòa hợp chúng lại mà bạn học được nghệ thuật áp dụng phương pháp thích hợp cho bất cứ một tình huống hay vấn đề đặc biệt nào để chuyển hóa bối cảnh của tâm bạn. Nhưng nên nhớ rằng phương pháp chỉ là phương tiện, không phải chính là thiền định. Nhờ thực hành phương pháp một cách thiện xảo
mà bạn có thể đạt đến trạng thái thuần tịnh của sự tỉnh giác toàn vẹn, mà chính là thiền đích thực. Tạng ngữ có câu: không có thiền định mà chỉ có sự quen thực hành thiền định. Thiền định không phải là nỗ lực mà tự nhiên thấm nhuần. Khi bạn tiếp tục áp dụng phương pháp thì dần dần thiền định phát sinh. Thiền định không phải là một cái gì bạn có thể làm, nó xảy đến một cách tự nhiên, chỉ khi bạn đã thuần thục trong sự thực tập. Tuy nhiên, muốn thiền định xảy đến thì cần tạo những điều kiện yên tĩnh và tốt lành. Muốn làm chủ được tâm, ta cần phải làm cho hoàn cảnh xung quanh được an tịnh. Lúc này, tâm ta giống như một ngọn đèn cầy, luôn luôn lay động bởi những ngọn gió mạnh của ý tưởng và cảm xúc. Ngọn đèn chỉ đứng yên khi ta làm cho không khí xung quanh nó lắng xuống. Ta chỉ có thể thoáng thấy tự tính tâm và an trú trong đó. Khi những ý tưởng và cảm xúc quay cuồng của ta đã lắng xuống, ngược lại, khi ta đã an trú trong thiền định, thì những tiếng ồn và rối loạn đủ loại sẽ rất ít ảnh hưởng. Ở Tây Phương, người ta quen thói chú mục vào cái mà tôi gọi là kỹ thuật thiền định. Thế giới ngày nay thật say mê máy móc cơ khí và chỉ thích những công thức thực tiễn. Nhưng điều quan trọng hơn nhiều ở trong thiền không phải là kỹ thuật mà là tinh thần. Cách thế thiện xảo và đầy sáng tạo trong đó ta thực hành thiền định, gọi là thế ngồi. Thế ngồi. Những bậc thầy đã nói, nếu bạn tạo một điều kiện tốt lành trong thân và cảnh, thì thiền và ngộ sẽ tự động sinh khởi. Nói về thế ngồi không phải là dạy một chuyện bí truyền. Toàn bộ của việc ngồi đúng cách chỉ là để tạo một bối cảnh gợi cảm hứng cho thiền, cho sự thức dậy của Rigpa. Có sự tương quan giữa thế ngồi của thân với thái độ của tâm, và thiền định phát sinh một cách tự nhiên khi có thế ngồi và thái độ thích hợp. Nếu bạn đang ngồi mà tâm không hoàn toàn hòa điệu với thân, chẳng hạn bạn đang lo lắng bận rộn một việc gì, thì thân bạn sẽ kinh quá nổi bực dọc vật lý và những khó khăn dễ dàng xảy ra. Trong khi nếu tâm bạn an tĩnh, nó sẽ ảnh hưởng đến toàn thể thế ngồi của bạn. Bạn có thể ngồi tự nhiên không cần cố gắng. Bởi thế, thực rất quan trọng để phối hợp thế ngồi của thân với niềm tin phát sinh từ sự trực ngộ bản tâm nơi bạn. Thế ngồi mà tôi sắp giải thích có thể khác với những thế ngồi mà bạn đã quen. Nó rút từ giáo lý Dzogchen ngày xưa. Đó là thế ngồi mà các bậc thầy đã dạy tôi, và tôi thấy nó đầy hiệu lực. Trong giáo lý Dzogchen nói rằng, cái thấy và thế ngồi của bạn phải như ngọn núi. Cái thấy là đỉnh cao của toàn thể tri kiến và tuệ giác về bản tâm mà bạn đem vào thiền định. Bởi vậy, cái thấy ấy gợi cảm hứng cho thế ngồi của bạn, diễn tả cốt lõi của bản thể bạn trong lối bạn ngồi. Vậy, hãy ngồi như thể bạn là một ngọn núi, với tất cả uy thế lẫm liệt vững chắc không ai lay chuyển nổi của một ngọn núi. Ngọn núi hoàn toàn tự nhiên, thoải mái dù có bao nhiêu ngọn gió mạnh tạt qua nó, bao nhiêu đám mây đen dày phần vũ quanh nó. Ngồi như một ngọn núi, bạn để tâm bạn vươn lên và bay lượn. Điều quan trọng nhất trong thế ngồi này là giữ lưng thẳng như một mũi tên hay một cọc tiền vàng. Nội khí hay prana sẽ tuôn chảy thông suốt qua các huyệt đạo cơ thể, và tâm bạn sẽ tìm được trạng thái an nghỉ thực sự của nó. Đừng gắng gượng cưỡng ép cái gì cả. Phần dưới của cột sống có một đường cong tự nhiên, nên thư giãn nó theo chiều thẳng đứng. Đầu bạn nên an nghỉ thoải mái trên cần cổ. Đôi vai và phần trên ngực mang tất cả sức mạnh và vẻ đẹp của thế ngồi. Cần giữ yên, vững, nhưng không được có một sự căng thẳng nào. Hãy ngồi khoanh chân, không cần phải theo thế hoa sen, tức kiết già như trong pháp yoga cao cấp. Đôi chân khoanh lại biểu trưng cho sự nhất thể giữa sống và chết, thiện và ác, phương tiện và trí tuệ, nguyên lý âm dương,
sinh tử, niết bàn, trạng thái bất nhị. Bạn cũng có thể ngồi trên ghế để thõng chân, nhưng điều cần thiết là phải giữ lưng cho thẳng. Trong truyền thống thiền của tôi thì đôi mắt phải mở. Đây là điều tối quan trọng. Nếu bạn nhạy cảm đối với những quấy rầy bên ngoài, thì lúc mới đầu bạn có thể nhắm mắt lại một lúc và lặng lẽ xoay cái nhìn vào trong, tức nội quán. Khi đã định tĩnh và từ từ mở mắt ra, bạn sẽ thấy cái nhìn của bạn đã trở nên an tịnh hơn. Bây giờ bạn nhìn xuống dọc theo sống mũi, làm thành một góc 45 độ trước mặt. Thông thường, một cái mánh thực tiễn là khi tâm tán loạn, tốt nhất là hạ tầm nhìn xuống, và khi lừ đừ muốn ngủ thì đưa tầm nhìn lên. Khi tâm đã định tĩnh, sự sáng suốt của tuệ giác bắt đầu sinh khởi. Bạn có thể tự nhiên nhìn lên, mở lớn mắt hơn và nhìn vào khoảng không gian ngay trước mặt. Đấy là cái nhìn mà giáo lý Dzogchen thường dạy. Giáo lý Dzogchen dạy rằng thiền định và cái nhìn của bạn phải giống như không gian bao la của đại dương, cùng khắp, khoáng đạt và vô giới hạn, cũng như cái thấy và thế ngồi không rời nhau. Thiền định và lối nhìn của bạn cũng tan hòa thành một. Khi ấy, đừng chú ý vào một cái gì đặc biệt, trái lại nhẹ nhàng xoay vào trong tâm bạn. Cứ để cái nhìn trải rộng, càng lúc càng bao la, thấm nhuần khắp. Bây giờ bạn sẽ thấy cái thấy của bạn cũng rộng rãi hơn. Và nhờ thế trong tia mắt của bạn có niềm bình an hơn, có niềm bi mẫn, hỷ xả và trầm tĩnh hơn. Tạng ngữ gọi vị Phật của lòng từ bi là Chen Rezik. Chen có nghĩa là con mắt, Re là khóe mắt và Zik là nhìn. Có nghĩa rằng với đôi mắt bi mẫn, Ngài nhìn thấy nhu cầu của mọi chúng sinh. Vậy bạn hãy dồn sự bi mẫn phát sinh từ thiền quán vào đôi mắt, sao cho cái nhìn của bạn chính là cái nhìn của tâm đại bi, bao la như đại dương và soi thấy cùng khắp. Có nhiều lý do để giữ đôi mắt mở. Khi mở mắt, bạn ít buồn ngủ. Và thiền định không phải là một cách trốn đời hay để tâm thoát ly vào một trạng thái xuất thần mê mẩn. Trái lại, đó là cách trực tiếp giúp ta thực sự biết mình trong tương giao với cuộc đời và mọi người. Bởi thế, trong thiền định, bạn để mở con mắt, không nhắm mắt. Thay vì đóng cửa để cuộc đời ra ngoài, bạn có thái độ phóng khoáng và hòa bình với mọi sự. Bạn để cho các giác quan, thấy, nghe, cảm giác cứ mở ra tự nhiên mà không bám víu vào những cái biết của chúng. Dzogchen Rinpoche đã nói, mặc dù nhiều hình sắc được thấy, từ bản chất chúng là không, tức trống rỗng. Tuy thế, trong không ta thấy sắc. Mặc dù nhiều âm thanh được nghe, từ bản chất chúng là không. Tuy thế, trong không ta nghe tiếng. Cũng vậy, nhiều ý nghĩ khởi lên, chúng vốn là trống rỗng. Tuy thế, trong không ta thấy có tư tưởng. Bất cứ gì bạn thấy, nghe, cứ để mặc chúng, đừng bám víu. Cứ để nghe cứ là cái nghe, để cái thấy cứ là cái thấy, không để cho sự bám víu của bạn đi vào trong đó. Theo sự thực tập quan sát đặc biệt của Dzogchen, mọi ánh sáng của trí tuệ ta nằm ở tim, liên lạc tới con mắt qua những huyệt đạo thuộc trí tuệ. Con mắt là cửa ngõ của quan tướng, bởi thế bạn để mắt mở để khỏi bế tắc các huyệt đạo trí tuệ. Khi thiền định, bạn để miệng hơi hé mở, như thể sắp thốt ra một tiếng a sâu dài thư giãn. Khi hé miệng và thở phần lớn qua ngõ ấy, người ta bảo những luồng gió nghiệp gây ra tư tưởng tán loạn làm chướng ngại thiền định, nhờ thế mà ít có dịp phát sinh. Tay bạn nghỉ ngơi thoải mái bao bọc hai đầu gối. Đây gọi là thế ngồi làm cho tâm an lạc. Có một tia hy vọng lạc quan trong thế ngồi này. Do sự ngầm hiểu, chúng ta đều có Phật tính. Bởi vậy, khi ngồi như thế, ta đang bắt chước một Đức Phật, xác nhận và khuyến khích sự xuất hiện của Phật tính trong ta.
Quả thế, bạn khởi sự tôn trọng chính mình như một vị Phật tiềm tàng. Đồng thời, bạn vẫn nhận ra hoàn cảnh tương đối của mình. Nhưng vì bạn đã được cảm hứng từ niềm tin ở Phật tính thật sự của bạn, bạn có thể dễ chấp nhận những khía cạnh tiêu cực nơi mình hơn, đối xử với chúng tử tế hơn và có thái độ hài hước hơn. Vậy khi thiền định, bạn nên mời chính bạn hãy cảm thấy tự tôn trọng, hãy thấy mình có tư cách và có sự khiêm cung của một vị Phật. Bạn chỉ cần gợi lên niềm tin lạc quan đó là đủ. Từ niềm vui và sự hiểu biết ấy, tự nhiên thiền định sẽ phát sinh. 3. Phương pháp thiền quán. Đức Phật dạy 84.000 pháp môn để thuần hóa và an định những cảm xúc tiêu cực. Và trong Phật giáo thì có vô số phương pháp thiền định. Tôi tìm thấy có 3 kỹ thuật thiền đặc biệt hiệu nghiệm trong thế giới ngày nay mà ai cũng có thể sử dụng để được lợi lạc. Đó là phương pháp canh chừng hơi thở, sử dụng một vật làm đối tượng và nhẩm đọc một câu thần chú. 1. Quán hơi thở. Phương pháp này rất xưa và có mặt trong tất cả trường phái Phật giáo. Đó là để tâm chú ý vào hơi thở một cách nhẹ nhàng, đầy chánh niệm. Hơi thở là sự sống, sự biểu hiện căn bản nhất của cuộc đời ta. Trong Do Thái giáo thì Ruah, tức hơi thở, là linh hồn của Thượng Đế thấm khắp tạo vật. Trong Kitô giáo cũng có dây nối mật thiết giữa đấng thánh linh, nguồn gốc của mọi sự sống và hơi thở. Trong giáo lý Phật thì hơi thở, phản ngữ là prana, được gọi là cỗ xe của tâm. Vì chính hơi thở làm cho tâm ta di chuyển. Bởi thế, khi ta làm an tịnh tâm bằng cách làm việc khéo léo với hơi thở, thì cũng như ta đang luyện tâm và hàng phục tâm. Có phải ai trong chúng ta cũng đã từng thấy khỏe khoắn biết bao khi đang gặp căng thẳng mà ngồi lại vài phút để thở những hơi thở vào ra thật chậm và sâu không? Ngay cả một tập luyện đơn giản như thế cũng có thể giúp ta rất nhiều. Vậy khi thiền định, bạn hãy thở tự nhiên như thường ngày bạn thở. Tập trung sự chú ý của bạn vào hơi thở ra. Khi thở ra, bạn hãy buông ra theo hơi thở tất cả sự bám víu của bạn. Tưởng tượng hơi thở bạn tan vào trong khoảng không bao la của chân lý. Mỗi lần thở ra, trước khi hít vào lại, bạn sẽ thấy có một khoảng hở tự nhiên khi sự chấp thủ đã tan biến. Hãy an trú trong khoảng hở ấy, không gian rộng mở ấy. Và khi tự nhiên bạn thở vào, thì đừng chú ý hơi thở vào mà cứ tiếp tục an trú tâm nơi khoảng hở đã mở ra ấy. Khi thực tập, điều quan trọng là bạn đừng vướng vào sự luận giải, phân tích trong tâm hay thói lải nhải nội tâm. Đừng lầm sự lặp đi lặp lại trong tâm rằng bây giờ tôi đang thở vào, bây giờ tôi đang thở ra, cho đó là chánh niệm. Cái quan trọng là sự tỉnh giác thuần túy không sao lãng. Đừng quá tập trung vào hơi thở, chỉ để cho nó chừng 25%. Còn 75% thì bạn hãy buông xả một cách lặng lẽ, bao la. Càng chánh niệm hơi thở, bạn càng tỉnh thức về chính mình, gom lại những mảnh vụn phân tán của bạn thành một nhất thể, tính nhị nguyên và ngăn cách tan biến. Chính tiến trình chánh niệm ấy lọc sạch tư tưởng và cảm xúc bạn. Khi ấy, bạn cảm như đã rũ bỏ một cái lốp da ngoài. Có cái gì được lột sạch, được phóng thích. Tuy nhiên, có nhiều người không được thoải mái với pháp quán hơi thở. Họ còn thấy gần như bị ngộp. Đối với họ thì kỹ thuật sau đây có thể tốt hơn. 2. Dùng một vật làm đối tượng. Phương pháp thứ hai mà nhiều người thấy tốt là an tâm vào một đối tượng. Bạn có thể dùng một vật đẹp tự nhiên gợi cảm đối với bạn, như một đóa hoa hay bình pha lê, nhưng một cái gì biểu tượng cho chân lý như tượng Phật, Chúa hay nhất là bậc thầy của bạn. Thầy là gạch nối giữa bạn với chân lý, và nhờ bạn có quan hệ mật thiết với thầy, nên nhìn gương mặt thầy
bạn có thể được cảm hứng và nhớ đến Phật tính của bạn. Nhiều người đã có được liên hệ đặc biệt với bức tranh của tượng Đức Padma Sambhava gọi là Trông Giống Tôi. Bức tượng được tạo lúc sinh thời của Ngài và được Ngài ban phép vào thế kỷ thứ 8 ở Tây Tạng. Padma Sambhava bằng năng lực tâm linh khổng lồ của Ngài đã đưa giáo lý Phật vào Tây Tạng. Ngài được xem là vị Phật thứ hai và được dân Tây Tạng gọi một cách âu yếm là Thầy Rinpoche hay Bậc Thầy Quý Báu. Tigor Khinche Rinpoche đã nói: trên đất Ấn và Tây Tạng đã từng có nhiều Bậc Thầy tuyệt luân, nhưng người có công bi mẫn lớn lao nhất, người nhiều ân đức với khửu tình trong thời đại khó khăn này chính là Padma Sambhava, người tượng trưng từ bi và trí tuệ của tất cả chư Phật. Một trong những đức của Ngài là Ngài ban phúc ngay lập tức cho ai cầu khẩn Ngài, và bất cứ gì ta cầu xin, Ngài đều có năng lực làm cho ta toại nguyện tức khắc. Khi được cảm hứng từ điều này, thì bạn hãy gắn một tấm hình của bức tượng Ngài ngang tầm với mắt bạn, rồi hướng sự chú ý của bạn đến gương mặt Ngài, nhất là tia nhìn nơi đôi mắt. Có niềm an tịnh sâu xa trong cái nhìn ấy, như đang phóng ra từ bức tranh để đưa bạn đi vào trong một trạng thái tỉnh giác, không bám víu, trạng thái thiền định. Rồi bạn để yên cho tâm bạn an nghỉ cùng với Padma Sambhava. 3. Nhẩm đọc một thần chú. Một kỹ thuật thứ ba được sử dụng rất nhiều trong Phật giáo Tây Tạng và cả trong đạo Sufism, Kitô giáo chính thống và Ấn giáo là hợp nhất tâm bạn với âm thanh của một bài chú. Định nghĩa của mantra là cái che chở tâm. Cái che chở tâm khỏi tính tiêu cực hay che chở bạn khỏi tâm bạn gọi là mantra. Khi bạn đang nóng nảy, mất hướng đi hoặc cảm thấy yếu đuối tình cảm, thì đọc thần chú có thể thay đổi hoàn toàn tâm thái của bạn bằng cách thay đổi năng lực và bầu khí hậu của nó. Việc này xảy ra được bằng cách nào? Thần chú là tinh túy của âm thanh và là hiện thân của chân lý qua hình thức âm thanh. Mỗi âm đều thấm nhuần năng lực tâm linh, cô đọng một sự thật về tâm linh và rung động với ân đức của lời chư Phật. Người ta bảo rằng tâm cởi trên prana hay khí lực, khí này di chuyển khắp cơ thể và thanh lọc những huyệt đạo vi tế. Bởi thế khi đọc thần chú là bạn đang chở đầy năng lực của thần chú trong hơi thở và khí lực của mình, tác động trực tiếp trên tâm và thân vi tế. Câu thần chú tôi khuyên các học trò tôi đọc là Om Ahum Vajra Guru Padma Siddhi Hum. Người Tây Tạng nói Om Ahum Penza Guru Padma Siddhi Hum là thần chú của Padma Sambhava, của tất cả chư Phật, các bậc thầy và những bậc đã chứng ngộ. Bởi thế sẽ có mãnh lực đem lại bình an, chữa bệnh, chuyển hóa và che chở người ta trong thời đại hỗn độn bạo hành này. Hãy lặng lẽ đọc câu chú với sự chú tâm sâu xa và để hơi thở, câu chú và sự tỉnh thức của bạn dần trở thành một. Hoặc tụng nó lên một cách hứng khởi, rồi an trú trong sự im lặng bao la đôi khi tiếp theo sau đó. Mặc dù suốt đời quen thuộc với sự thực hành này, tôi vẫn còn đôi lúc kinh ngạc bởi năng lực của thần chú. Vài năm trước, khi tôi đang hướng dẫn một thiền hội gồm 300 người ở Lyon, Pháp, phần đông là những bà nội trợ và những nhà chữa tâm bệnh. Tôi đã giảng dạy suốt ngày, nhưng họ dường như muốn tận dụng khoảng thời gian ở gần tôi, nên cứ tiếp tục hỏi hết câu này tới câu khác không ngừng. Cuối ngày thì tôi hoàn toàn kiệt sức, một bầu không khí nặng nề tẻ nhạt lan khắp phòng. Bởi thế, tôi tụng lên bài chú nói trên. Tôi kinh ngạc trước hiệu quả. Trong vài phút, tôi cảm thấy năng lực được phục hồi, bầu không khí xung quanh chúng tôi thay đổi và toàn thể thính giả trở lại tươi sáng say mê. Tôi vẫn thường có kinh nghiệm ấy nhiều lần, nên tôi biết không phải chỉ là một phép lạ tình cờ.